Thật ra là em Viên muốn làm video này từ rất là lâu rồi Nhưng mà lại chưa có thời gian Hôm nay thì rất là rảnh Thật ra là ý quá đấy Nên là mới có thời gian để chia sẻ cho anh chị Những kiến thức cơ bản để mà chọn mua cái sắt Sao cho phù hợp nhất nhé Trước khi mà chúng ta mua cái sắt Thì chúng ta nên tìm hiểu rõ và xác định rõ được nhu cầu sử dụng Mong muốn sử dụng của mình là gì Nói như thành công ấy là phải có kiến thức, trải nghiệm và kinh nghiệm nhé để xác định rõ được cái nhu cầu của mình ấy đầu tiên thì chúng ta phải hiểu rõ là chúng ta chống người quen người thân hay là chống người ngoài nhé tại vì là hai cái đối tượng chống này nó hoàn toàn khác nhau nếu mà chống người quen ấy thì chúng ta nên lựa chọn những sản phẩm mà có tính năng đổi được mật khẩu hay là cái phần bảo mật nó cao hơn đổi mã nó dễ dàng hơn còn đối với những người mà xa lạ những người mà kẻ trộm có lạ mặt từ vào nhà mình ấy thì nên chọn những sản phẩm mà có lớp thép dày để bảo vệ cho chúng ta là chống được là kẻ gian di chuyển đi này hay là đập phá tại chỗ này đấy thì với kinh nghiệm của em thì một thằng trộm khi vào nhà mình ý, thì không tự dưng mà nó có ý, có chìa khóa hay có mật khẩu để mà mở ra được và hoàn toàn chúng ta không thể nào mà dò được mật khẩu đâu anh chị nhé và cái cái phương pháp mà chúng nó lựa chọn nhất ý, một là chúng nó bê đi hai là chúng chó chúng nó là lệ phá tại chỗ luôn Thứ hai là phải xác định được rõ ràng là chúng ta để gì ở trong đó. Có những gia đình ấy người ta chỉ mua về để giấy tờ để chống thất lạc thôi. Còn những có những gia đình hay là công ty hay cá nhân ấy thì người ta để rất là nhiều tài sản giá trị vào trong đó. Đây là xác định được nhu cầu để cái gì vào trong đó thì chúng ta sẽ lựa chọn được sản phẩm tốt hơn. Em ví dụ như là với những người mà gia đình ấy người ta chỉ để giấy tờ không ấy thì hoàn toàn có thể lựa chọn những cái sản phẩm giá rẻ mà chúng ta để cất gọn vào thay cho một cái tủ và cần một bảo mật một chút nhưng với những gia đình hay cá nhân hay công ty ấy, mà để những những tài sản giá trị như tiền bạc vàng hay là những dữ liệu quan trọng ấy mà cần bảo mật hay là cần cần bảo mật hay là cần an toàn cao ấy thì không nên đánh đổi với những sản phẩm giá rẻ nhá. đấy là em nói rõ ràng là không nên mua những sản phẩm giá rẻ để mà đựng vào đó, đừng bao giờ đánh đổi. tại vì sản phẩm tương đương là giá rẻ thì có chất lượng cực kỳ là thấp, nên là để tài sản giá trị vào đó thì sớm muộn gì cũng không cánh mà bay. thứ ba điều mà cũng rất là quan trọng khi chúng ta phân vân lựa chọn giữa một sản phẩm kết sắt mini như thế này hay là một sản phẩm to rất là to hay là lặng lề thì làm thế nào để chúng ta biết là chúng ta nên chọn mẫu nào thì chúng ta sẽ chia làm hai phân khúc nhé đầu tiên khách hàng nào mà ở chung cư hay là ở những tòa nhà cao tầng mà có bảo vệ ấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn được những dòng kết sắt mini cá nhân nhỏ gọn tại vì là không phải ai cũng lên được chung cư của chúng ta hay là lên được những cái tòa nhà để mà B. Di chuyển cái sắt của chúng ta đi được Nhưng mà với nhà riêng ấy hay là với những cái nhà mặt đất ý, Thì hoàn toàn khác nhau Anh chị phải hiểu rõ này Nhà mặt đất ý, thì hoàn toàn chúng ta Những kẻ gian có thể là di chuyển cái sắt của chúng ta Ra ngoài Thì lên lựa chọn những cái sắt như sau Tối thiểu trọng lượng mà Một người không thể bế đi được Đối với cái sắt nhá Thì tầm 60 cân đổ lên Thì anh chị hãy lựa chọn những sản phẩm mà có trọng lượng tối thiểu 60kg trở lên Hoặc là những sản phẩm mà có thể cố định được vào tủ của bò tường đấy thật ra thì anh chị cứ nghĩ là 60 cân thì bê thoải mái nhưng với em ấy thì 60 cân thì nếu mà đánh đổi hai cô già gái thì em có thể cắp lách like hai tay hai cô luôn rất là khỏe đúng không ạ nhưng mà với cái sắt thì em hoàn toàn không thể tại vì cái sắt thì nó có thiết kế cực kỳ là góc cạnh và sơn tĩnh điện nên là rất là trơn không có điểm cầm lắm không thể nào di chuyển được một cái sắt 60 kg đi đâu anh chị yên tâm nhé tiếp theo ấy là lựa chọn thương hiệu cái sắt nào sao cho không bị hàng giả hay là hàng kém chất lượng thì cái vấn đề này thì thật sự là nhức nhối có những uh, thương hiệu thì anh chị nghĩ là nó rất là nổi tiếng và thương hiệu rất là 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 chuẩn chỉ và uy tín đúng không ạ nhưng thật ra ấy, thì nó lại là hàng giả nghe nó ngược đời không ạ giống như cái sắt việt tiệp vậy cái sắt việt tiệp ấy thương hiệu cái sắt việt tiệp thì mọi người hay nhầm lẫn giữa khóa việt tiệp và kết sắt việt tiệp thật ra khóa việt tiệp thì rất là nổi tiếng rồi ai ai cũng biết và cái thương hiệu đó bao trùm cả quốc gia này rồi Từ những đứa, đứa trẻ nhỏ Những người lớn tuổi thì ai cũng nghĩ đến khóa Việt Tiệp hết Và đều cái thương hiệu đó rất là tốt Và hàng chất lượng cao Nhưng mà cái sắt thì lại khác Cái sắt Việt Tiệp ấy Thì không hề phải do công ty sản xuất khóa Việt Tiệp làm ra Mà là do các làng nghề Các công ty tự nhận Sản xuất Và có địa chỉ thì thường thường nó sẽ ở Kim Trung, Hoài Đức, Hà Nội Và những cái công ty này ấy, thì phải có đến hàng trăm công ty sản xuất và thương mại ra những dòng kết sắt việt tiệp và ai ai cũng làm cái cái mác việt tiệp hết và anh chị có thể thấy là nguyên cái thương hiệu việt tiệp thôi có đến hàng trăm các loại mác khác nhau làm cho chúng ta hỗn độn không biết chọn như thế nào rồi vô số các video rồi chia sẻ về mẹo chia sẻ là mẹo là phân biệt kết sắt việt tiệp thật hay giả rồi có những đơn vị bán hàng thôi nhá không phải là nhà làm xuất đâu còn thuê cả những đài truyền hình mà không có tiếng tăm gì nói về cái sắt đó là cái sắt đó là hàng chất lượng này hàng chính hãng này đủ mọi thứ luôn thế ở Việt Nam thì có những thương hiệu nào mà chuẩn chỉ và là chính hãng thì mọi người đều biết thì thương hiệu Hòa Phát là thương hiệu rất là lớn đúng không ạ ờ, còn những thương hiệu khác nữa và chất lượng cực kỳ là ok như kết sắt ngân hàng BDI hay kết sắt ngân hàng BMC và có một số dòng kết sắt kinh doanh Hàn Quốc chất lượng thì ok lắm rồi Được về hơn hẳn những hàng việt nam rồi và nó sử dụng công nghệ hàn quốc này hay linh kiện của hàn quốc này và đưa xuất khẩu rất là nhiều nước trên nước quốc gia nữa trên thế giới nữa ví dụ như welco kumho solid hanmi đấy đấy là những cái thương hiệu mà đứng đầu trong ngành kết sắt mà liên doanh hàn quốc nhé và cùng với đó là những thương hiệu kết sắt nhập khẩu kết sắt nhập khẩu thì chúng ta đã biết là hơn 20 năm nay có một dòng kết sắt rất là nổi tiếng nhập khẩu từ hàn quốc đó là kết sắt boeing và có những dòng cát sắt khác nữa uh, như kiểu là gần đây thì có tà lưa tà la ấy. rất là nhiều những sản phẩm cát sắt nhập khẩu từ Trung Quốc ví dụ như Bofa này, Afibao này, Philips này hay là Hallowell vậy trong vô vàn những thương hiệu cái sắt như thế thì chúng ta như đi vào ma trận thì chúng ta nên lựa chọn loại nào thì áp dụng theo nhu cầu của khách hàng ấy thì chúng ta cũng phải lựa chọn theo ví dụ như dòng giá rẻ giá thành tốt này thì chúng ta nên lựa chọn cái dòng của Việt Nam như hòa phát hay kết sắt ngân hàng hay là những cái sản phẩm mà liên doanh hàn quốc ấy những sản phẩm này có chất lượng cực kỳ là tốt nhé anh chị yên tâm về chất lượng của nó tại vì nó đều có kiểm định rõ ràng về chất lượng hay là kiểm định chống cháy nhưng dòng này thì có kiểu dáng hay là cũng như thiết kế thì hơi kiểu truyền thống nên là không có đẹp mắt được à, anh chị nào mà làm những nội thất đẹp ấy, thì cũng nên xem lại nên có mua sản phẩm nào đó hay không còn với cao cấp hơn một chút thì chúng ta sẽ có sản phẩm siêu cường này như Gago siêu cường này với thiết kế cục mịch thôi rất là lặng nhưng mà độ an toàn thì gần như là tuyệt đối hay là tốt hơn thì chúng ta có sẽ có boke với là dòng thép rất là dày cùng với đó là nhiều tính năng hiện đại như kiểu là kết nối điện thoại thông minh này hay là sử dụng khóa vân tay dòng này thì ok đẹp nhiều màu sắc để giúp ta có nhiều lựa chọn hơn còn nếu mà anh chị nào quan tâm đến dòng nhập khẩu ấy thì chúng ta sẽ có dòng nhập khẩu của boin thì dòng nhập khẩu Hàn Quốc thì nó có cái thiết kế truyền thống nó không đẹp mắt lắm nhưng chất lượng thì khá là ok về lương sơn uh, còn cao cấp hơn nữa thì chúng ta hãy xem những sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc và đẹp mắt nhất và ấn tượng nhất đối với em thì là dòng két sắt Philip nhưng mà dòng này thì có các giá thành thì khá là cao nhiều tính năng đẹp mắt này nhiều tính năng nhưng mà giá thành thì nó hơi chát so với mặt bằng chung đấy uh, cũng có nhiều các hãng khác như kiểu là Bofa rất, rất là chất lượng rất là chất lượng luôn cũng thép dày cũng nhiều tính năng uh, hay là có hai hãng này em chân thành khuyên là không lên tìm hiểu một là của Halloween hai là của iPhone à, cái này thì em nói thì chắc là động đài rất là nhiều đơn vị khác nữa là thôi em chỉ chia sẻ đến thế thôi điều cuối cùng mà em viên muốn tư vấn ở đây là chọn loại khóa sao cho phù hợp tất nhiên là anh chị đã biết là một dòng kết sắt chính hãng ấy luôn luôn nó sẽ có nhiều option hay loại khóa khác nhau để mình lựa chọn đầu tiên là khóa cơ phổ thông khóa cơ phổ thông là gì và cơ phổ thông là vừa chìa khóa cộng thêm với bộ vật mã nhưng bộ vật mã này là dạng cơ phổ thông dạng cơ này ấy, thì có những dạng cơ không đổi được mật khẩu và có những dòng cơ là đổi được mật khẩu nhưng mà đổi mật khẩu ấy nó sẽ không theo ý muốn của chúng ta đâu cái dòng này thì giá thành khá là rẻ uh, rẻ này và độ bền của nó thì gần như được mãi mãi luôn rất là tốt nhưng mà với những anh chị nào ấy chỉ để chống người ngoài ấy, thì lên dùng nhá thì lên mua được đấy còn nếu mà chống người trong nhà thì không lên tại vì là dùng lâu dùng dài nó sẽ chắc là sẽ có thể lộ mật khẩu ra được đấy đối với những người mà thân người quen còn dòng khóa thứ hai là dòng khóa cơ vẫn là dòng khóa vặn đi vặn lại đó thôi nhưng mà đổi được mã theo ý muốn của chúng ta trong này thì cực kỳ là tốt em đánh giá là một trong những dòng khóa mà tốt nhất thị trường tại vì sao thứ nhất là độ bền của nó gần như được mãi mãi thứ hai là nó đổi được mật khẩu theo ý muốn của chúng ta anh chị có thể thấy nhá đưa ra một ví dụ anh chị có thể thấy là đối với các ngân hàng ấy anh chị có thể thấy là không có ngân hàng nào sử dụng các loại khóa khác trừ khóa cơ đổi mã này kể cả là cửa kho tiền thì đều sử dụng khóa cơ đổi mã hết là độ bảo mật nó cực kỳ là tốt và cái quan trọng nhất là độ bền độ bền nó cực kỳ là nó bền nó gần như được mãi mãi luôn không có gì để hỏng cả dòng khóa thứ ba là dòng khóa điện tử là một là bấm số này hai là bấm tay dòng này thì cực kỳ là dễ sử dụng này bảo mật nó cao hơn so với những dòng khóa cơ đấy mà nó có nhiều thêm nhiều tính năng ví dụ như của là báo động tại chỗ hú này hay là báo trộm của điện thoại này đấy dòng này thì em thấy là bây giờ rất là tịnh hành với rất nhiều tính năng khác nhau hay là bộ mã rất là đẹp nhưng cái em phải đính chính lại tất cả những dòng khóa này thì đều chúng ta không thể đều là dò được mật khẩu hay là có thể nào mà ăn trộm được hay là dò được đấy lên là anh chị đừng bao giờ chú trọng quan tâm vào loại khóa nhiều anh chị nó chỉ nói lên là dùng tiện thế nào thôi đấy một là khóa cơ thì nó dùng hơi rắc rắc nhưng nó bền hai là điện tử hay là vân tay thì nó rất là dễ dàng sử dụng nhưng mà cái độ bền nó sẽ không thể bằng khóa cơ được nhưng tất cả những loại khóa này thì đều an toàn hết chỉ có một điều anh chị quan tâm em muốn anh chị hướng tới lo là phần độ dày của lớp thép vì có an toàn có chống trụng được bao lâu hay là như thế nào đó tốt hay không ấy, thì nó dựa theo độ dày của lớp thép độ dày thép nó càng dày thì khả năng chống trộm hay an toàn của nó nó càng cao nên anh chị nếu anh chị thấy phù hợp với dòng khóa nào thì anh chị mua còn hãy quan tâm đến hãy sờ lắn hãy tìm hiểu về lớp thép của một cái cách sắt nó dày như thế nào và chống cháy của nó ra sao để nói về chống cháy ấy, thì chắc là rất là nhiều người đang tù mù chống cháy như nào chống cháy nhiệt độ bao nhiêu nhiệt độ chống cháy cao nhất của cái sắt là bao nhiêu hay là kết này có chống cháy thật hay không hay là không có chống cháy nói đúng định nghĩa ấy, thì động từ kết sắt chống cháy phải nói đúng là kết sắt cách nhiệt thì mới chuẩn tại vì bản thân một ví dụ như một cái sắt như thế này đi thì nó không phải là vật liệu để cháy nên không thể nào nó bùng cháy giống như kiểu là uh, củi hay là gỗ hay là cái gì đó đúng không ạ nhưng mà nó có cách nhiệt được hay không thì nó không hề có khả năng cách nhiệt tại vì bản thân thép là một vật liệu dẫn nhiệt mà đúng không ạ nên là nếu mà một cái sắt chống cháy thì bắt buộc chúng ta phải để ý là phải có lớp cách nhiệt lớp cách nhiệt ở việt nam thì thường sẽ có hai thật ra ở việt nam hiện tại thì có hai thôi một là bê tông bê tông chứng áp còn nói về cát nhé. cát khô thì không có khả năng chống cháy đâu anh chị ạ không hề luôn cát khô nó chỉ chống ẩm và tạo lặng cho cái sắt thôi đấy là bê tông chứng áp nhé bê tông chứng áp thì được áp dụng rất là nhiều với những cái dòng kết sắt của liên xô hàn quốc cái dòng bê tông chứng áp này cực kỳ là tốt tại vì thứ nhất là chống được va đập này thứ hai là cách nhiệt tốt đấy Dòng này thì nó sẽ chống cháy được từ 800 cho đến 1200 độ C đấy cũng là rất là tối ưu ờ, còn một dòng nữa là dòng công nghệ mới là sử dụng bằng bọt farm thì dòng này thì đang được áp dụng cho dòng kết sắt bo ke thì nó có nhiệt độ nóng chảy uh, cách nhiệt ấy. được thì khoảng độ tầm gần 1.000 độ C đấy tuy rằng nó không cao nhưng mà nó sẽ đảm bảo cho mình được là chống cháy được đấy còn có rất là nhiều sản phẩm ví dụ như các sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc chẳng hạn thật ra nó chỉ có là một lớp thép không thôi nhưng mà rất là nhiều đơn vị vẫn nói là nó là sản phẩm chống cháy vẫn quảng cáo và vẫn bán là nó là sân phẩm chống cháy nhưng mà thật ra là khi mà cháy thì rụi thật nên là anh chị phải tìm hiểu thật kỹ nếu mà muốn mua sản phẩm đồng chảy nhé và cuối cùng là nếu anh chị muốn mua két sắt thì anh chị quan tâm những cái gì quan tâm về trọng lượng của két sắt này lớp thép hay là loại khóa hay là những tính năng lo khác thì hãy để lại comment giúp em nhé để em sẽ trả lời hay là có tư vấn tốt nhất cho anh chị ờ, em thì có hơn 12 năm kinh nghiệm về sản xuất này thương mại này cũng như là về phân phối những dòng két sắt có mặt ở trên thị trường Việt Nam thì em thì có gần như là em biết tất cả những dòng kết sắt có tại thị trường Việt Nam và biết cái dòng nào như thế nào chất lượng ra sao rồi những tính năng của nó như thế nào gần như em biết tất đấy nên là anh chị nào có nhu cầu hay là muốn em tư vấn trực tiếp ý, thì có thể là ghé qua website bên em là kết sắt phát tài vn hoặc là alo ngay cho em em viên lúc nào cũng nghe máy qua số hotline là 0824096 tám nhé còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại và đừng quên là cho em xin một like hoặc là một chia sẻ để có nhiều người biết đến cái video này hơn, chia sẻ kiến thức nhiều hơn. Còn bây giờ em xin chào nhé.